Chào mừng quý vị các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng với địa chỉ tại lô 5, chợ Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Số điện thoại là 0969800985. Các bác xem video clip hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Và trong video clip ngày hôm nay, Thắng Hoàng sẽ hướng dẫn cho mọi người cách kết nối và chỉnh phần mềm trên con vang GM Audio DSP 880 mà trong những ngày qua Thắng Hoàng đang bán cho mọi người. Bắt đầu điều đầu tiên thì các bác có một chiếc vang GM Audio DSP 880 đấy, và như trên video đây thì Thắng Hoàng đã cắm điện, bật điện sẵn rồi. Và tiếp theo đó nữa là các bác chuẩn bị một sợi dây thì bao gồm một đầu USB và một đầu cắm máy in như hình như các bác nhé. Đây, một sợi dây nó chỉ có như thế này thôi đấy. Và điều thứ hai nữa đấy là một chiếc máy tính. Đây, một chiếc máy tính như Thắng Hoàng đang bật sẵn đây. Thì một chiếc máy tính này thì các bác có thể lên trên mạng search phần mềm về. Search phần mềm thì các bác có thể vào trang phần mềm Carpool. Phần mềm Carpool 9.01 các bác nhá. Đấy, phần mềm Carpool 9.01. Thì gõ trên cốc này các bác có thể tải về. Đây, Thắng Hoàng cũng có thể hướng dẫn. Ở bên đây thì không có mạng cho nên là cũng không tải được. Thì Thắng Hoàng đã tải sẵn rồi. Đấy, thì các bác nếu mà có vấn đề mà về vận tải phần mềm về máy tính thì ở đây Thắng Hoàng chưa hỗ trợ được, thì alo Thắng Hoàng hỗ trợ sau. Còn bây giờ Thắng Hoàng chỉ hướng dẫn mọi người cách kết nối và chỉnh con vang cho các bác nhé. Phần mềm Carpool 9.01 thì Thắng Hoàng đã tải về rồi. Đấy, tải về rồi thì bây giờ bắt đầu điều đầu tiên là các bác sẽ ghim cái đầu USB này vào máy tính. Đấy. Đấy, vào một cổng com bất kỳ. Và điều thứ hai nữa là các bác có thể ghim vào đây phía sau con vang, phía sau chiếc vang này. Đây, chiếc vang này có một cổng máy in đây, các bác cắm vào đấy. Vậy là ok. Bây giờ là chúng ta chỉ cần nhấn kết nối vào cái phần mềm mình tải vào thôi là nó sẽ tự cập nhật đấy. Đấy các bác nhá, đấy vang đã cập nhật này, ok chưa? Và bây giờ ta phải mở rộng nó ra để cho nó dễ điều chỉnh, điều khiển. Đấy. Thì ở đây Thắng Hoàng tự quay cho nên là nó hơi khó nhìn một chút. Thì ở trong con vang thì các bác cũng có thể thấy ở đây thì dòng vang này nó không có hỗ trợ tiếng Việt. Đấy, cho nên là nó sử dụng tiếng Trung Quốc. Tiếng Anh thì phần mềm này nó tải về nó cũng không có, cho nên là dùng tiếng Trung Quốc. Thì các bác có thể là tải về điện thoại mình cái phần dịch tiếng thì các bác sẽ dịch ra được. Phần đầu tiên đây là phần main out này, tiếp theo đấy là phần nhạc này, music này. Phần thứ ba nữa là phần thứ hai nó là phần mic. Phần mic với bao gồm 20 cần EQ các bác nhá. Và tiếp tục cái cần số 3 đấy là cần music. Đấy. Cần số 4 đấy là cần effect. Đấy, effect nó bao gồm cả effect là cái đường màu xanh đấy các bác nhá. Cái vạch màu xanh đây là echo. Echo là cái đường viền màu xanh đây, còn reverb là cái đường màu đỏ đây. Đấy. Tiếp theo đó nữa là cái đường surround. Sau đó là center. Đấy, và sau đó nữa là sub. À, cái chế độ này thì ở bên Trung Quốc họ cài. Còn bây giờ là về thì Thắng Hoàng cập nhật lên thì nó sẽ hiển thị như thế này thôi. Đấy. Và phần sau cùng là phần các bác có thể điều khiển theo các cái hướng âm thanh. Đấy, đây là các hướng âm thanh. Đấy, các hướng âm thanh thì các bác có thể di chuyển. Đấy, âm thanh 5.1. Sau cùng đây là phần hướng dẫn kết nối, cài đặt. Đấy, và đầu tiên là cái phần main out. Main out thì tiếng thì nó toàn tiếng Trung không, nó cũng rất là khó sử dụng. Thì các bác mua thì Thắng Hoàng cũng đã cài sẵn cho các bác rất là ok rồi. Thì các cái phần này nó là phần âm lượng music này, music lớn này, mic lớn này, music lớn này, mic lớn này. Đấy, nó là như vậy thôi. Cái phần này thì cũng không cần phải đụng vào. Bây giờ ta chỉ cần quan trọng đến cái phần thứ nhất là cái phần mic. Phần mic thì các bác đang nhìn thấy ở trên đây nó bao gồm 20 dấu chấm tương đương với 20 cái cần gạt EQ của bác. Các bác mà gạt trên cái cần iQuai cơ đấy thì đây nó có 20 cần. Thì các bác có thể điều khiển như cái tầm từ cái cần số 1 đây. Đấy, cần số 1 đây lên đến cái tầm này.
thì nó sẽ là giải bát nhé các bác nhé. Đấy, các bác muốn tăng bát giảm bát thì các bác có thể kéo ở đây lên xuống nhé. Đấy, và từ cái phần phần lời là phần chung lên đến đây là cái giải chung các bác nhé. Đấy, cái giải chung, cái giải chung thì thường thường cũng ít khi cần phải nâng kéo lắm, hầu như là để ngang thôi. Mà cái tầm nào mà nó rú rít, cái tiếng rú rít của cái tầm nào thì mình mới can thiệp đến nó, còn không thì mình cứ để nguyên như vậy. Kể cả cái phần tép đây cũng vậy, tùy theo mức độ loa của nhà các bác nhá. Có những cái loa nó rất là nhiều tép thì nó sẽ gây rú rít rất là nhiều, cho nên phải can thiệp rất là nhiều dải. Còn nếu như những dòng loa mà tép nó không chói, không căng, không gây rú rít thì cũng không cần thiết là mình cũng phải chỉnh đến đâu. Không phải là các bác xem cái EQ như thế này là phải chụp đúng EQ như thế này về mình cài đặt với loa mình, cái này không cần thiết các bác nhá. Thì loa nó khác nhau, giải tần nó cũng khác nhau rất là nhiều, cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái độ nhạc tối, nhạc sáng và rú rít hay là ù. Đấy, có rất là nhiều dòng loa bass nó nhiều thì các bác sẽ can thiệp ở đây, thì phần bass nó hay rú rít thì các bác chỉ kéo xuống là nó sẽ giảm, hạn chế được cái phần rú rít. Đấy, mình kéo cái phần nào thì mình com nó nhỏ lại thôi. Đấy, ví dụ như kéo phần nào thì mình com nó nhỏ lại thôi. Com nhỏ thì ở trên đây nó có các cái để các bác com từ các số đây. Đấy. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh như trên đấy thì nó sẽ to nhỏ theo hệ số các bác cài đặt nhá. Đấy, thấy chưa? Các bác lại thấy để 22 thì nó sẽ rất là lớn, còn bây giờ để 11 thì cái đường nó sẽ rất nhỏ này. Đây các bác sẽ nhìn thấy nhá. Bây giờ Thắng Hoàng sẽ trở lại cái mức 22 như cũ nhá. Nó sẽ rộng ra rất là nhiều. Đấy. Bây giờ các bác sẽ nhìn thấy nó sẽ rộng ra này. Đấy. Đúng không ạ? Hẹp và rộng đi đây các bác. Đấy, tương tự là như vậy, các bác có thể về các bác cắt. Đấy, cắt đoạn nào mà cảm thấy nó hết được thì các bác cắt, còn nếu như cái đoạn nào mà các bác cắt mà cảm thấy nó không có tác dụng thì các bác lại quay trở lại để lại vị trí cũ cho nó. Tại vì các bác cắt nhiều quá thì cái tiếng của nó sẽ bị xấu đi. Đấy, đây là phần music. Music này thì ở bên Trung Quốc họ cài đặt thì họ cài đặt như thế này. Còn bên mình thì nó cũng phải tùy thuộc theo những cái dòng loa, chất lượng của chất âm của từng đôi loa cho nên mình cài thôi. Chứ nó cũng không liên quan đến cái vấn đề mình phải cài theo cái mặc định của người ta. Đấy. Tiếp theo đó là cái phần effect. Đấy. Effect thì thường thường là các cái dải echo. Echo thì là cái dải màu xanh này. Thì cái dải echo thì bao giờ tiếng nó cũng phải dày một chút. Đấy, cho nên là nó sẽ kéo rộng, nó ăn ra đến mãi cái dải bass đây thôi các bác nhá. Đấy, nó sẽ ăn ra cái tần dải bass đây rất là nhiều. Thì nếu mà tình trạng mà tiếng nó dày quá hoặc là ong ong quá thì các bác có thể kéo nó vào cái tầm đây, tầm giữa đây, các bác có thể kéo sâu nó xuống một chút để hạn chế cái ong của cái bass đi. Đấy. Ở cái phần reverb thì nó không, reverb thì tiếng xì cho nên là nó không ăn sâu về dải bass, nó chỉ ăn thiên về từ tầm trung đến tầm tép thôi các bác nhá. Đấy. Nếu mà tầm hú hít rất là nhiều thì các bác có thể căn cái dải màu đỏ đây. Đấy. Như cái mũi tên chuột cái Thắng Hoàng đang kéo đây các bác nhá. Đấy, có thể kéo sâu xuống để cho nó hàn bớt được cái ủ cái đi. Đấy các bác nhá. Đấy, nó là như vậy. Đấy. Và còn rất nhiều những cái phần khác nữa nó cũng tương tự như vậy thôi. Thì hầu như quan trọng nhất là cái phần đầu tiên là cái phần phần nhạc. Phần nhạc thì các bác setup đầu tiên là khi mình mở nhạc lên. Thì nhạc nó không liên quan gì đến cái setup của mic cả. Thì nhạc các bác mở lên nếu mà thấy chất lượng nhạc ok tốt thì mình không cần phải can thiệp. Và điều quan trọng thứ hai là đến phần mic. Mic là rất quan trọng thì các bác có thể can thiệp. Đấy, can thiệp những dải tép, dải bass, dải chung. Bởi vì Thắng Hoàng mà bán cho các bác thì Thắng Hoàng cũng đã cài đặt cho các bác rất là ok rồi. Thì các bác về chỉ cần can chỉnh sơ thôi để cho nó phù hợp với cái loa mình một chút thôi, chứ không cần phải can thiệp sâu về cái phần effect này. Effect này thì thực sự ra cài thì nó cũng rất là ok để cho các bác sử dụng, nó hòa hợp với hầu như hết những cái dòng loa của các bác. Đấy. Và nếu như các bác mà đang cần tư vấn thêm về cái chỉnh cho thế nọ thế kia nữa thì lúc đấy thì alo hỗ trợ sau. Còn làm một cái video mà hướng dẫn đầy đủ sâu, chi tiết tỉ mỉ thì nó rất là dài, các bác xem nó cũng rất là mất thời gian. Đấy, chỉ cần xem những cái hướng dẫn thao tác đơn giản và sau đó mình sẽ alo hỗ trợ từng mảng một thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bác nhá. Đấy. Thì hết khi mà mình đã cài đặt xong
thì các bác có thể nhìn thấy đây, ở trên phía trên màn hình đây nó có chữ lock đấy, các bác sẽ ấn vào đấy là nó sẽ lưu lại các bác nhé, nó sẽ lưu lại cấu hình các bác vừa mới cài đặt nhé các bác nhé. Vâng, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng, chúc các bác thành công, và có gì hỗ trợ thì các bác có thể liên hệ với Thắng Hoàng qua số điện thoại 0969 800 985. Xin chào tất cả mọi người.